Hello, xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Béo Chibi cùng mua sắm với shop Béo Chibi nha. Và đây là video kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngày mùng 9 tây tháng 1 năm 2020. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Tiến Thức 125.000. Wow, bạn mua đó là một cái bịch cây mai nha. Đây là một cây mai có hai con chim luôn, 40.000. Khi về ráp vô thì chúng ta sẽ có được một cái bình mai dễ thương như thế này nè nha. Đó, phần đế nè và phần mai thành từng tầng, có hai bạn chim nữa, rất là dễ thương, 40.000 đồng. Và một chiếc áo thun hoodie. Đây nha, áo thun hoodie Be One Love ha, rất là dễ thương luôn, với cái phần phối ở cái vai nè, cực kỳ cá tính luôn nha, có cái nón nữa. Và cái áo này chỉ có 55.000 đồng, từ 35 cho tới 45kg là mặc đẹp nha. Đây, rất là xinh luôn. Và tiếp theo là đơn hàng của Ngô Huỳnh Thanh, 275.000. Và bạn mua đó là một cái pop Blackpink. Đây nha, pop Blackpink, và đây có hình của BTS nữa, là 40.000 đồng một cái. Một cái búp sọt rác 5.000 đồng. Tiếp là hai cây son kem, một cây màu đỏ và một cây màu hồng ha, màu hồng sen nè, rất là đẹp luôn. Đó, mỗi cây là 40.000. Wow wow, còn có là ba cây son trái cây cam và lemon chanh nha mấy em. Thì mỗi cây cũng là 40.000 đồng. Đó, màu nó đậm, đó màu trầm. Nhưng mà mình thích nhạt đó thì mình sẽ đánh nhạt thôi, rồi mình tán nó ra ha. Như vậy thì khá là tiết kiệm son luôn đó nha. Đây ha, màu này thì nó tươi hơn, nó đỏ hơn. 40.000 đồng một cây, thơm, rất là thơm. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 373.000. Kẹo dẻo hamburger 2, 4, 6, 8, 10 viên. Mỗi viên là 2.500 nha. Có 2 bịch vô ráp, mỗi bịch là 5.000. 3 viên một thuốc nè, 2 viên gạo nha. Thì đây là bút dạ quang, mỗi cây là 5.000. Wow, còn có cơm tuyết nè và cơm kẹo, thì mỗi bịch cơm như thế này là 5.000. Tên tên tên. Tiếp theo thì là một cái đầm yếm nha. Đó, đây, một cái đầm yếm nè, có 2 file. Đó, có cái túi nắp ở trên nữa, rất là dễ thương luôn. Đầm này là 60.000 đồng, từ 35 cho tới 45kg là mặc dễ thương nha. Theo phong cách Hàn Quốc nè. Wow, tiếp theo thì là set áo đầm yếm, rất là dễ thương luôn nha. Có chữ wash và có cái chữ là dryer, rất là dễ thương luôn. Đây nè nha, có túi hai bên luôn nè mấy em. Đó, nhìn form dáng rất là thể thao ha. Yếm rồi có cái sọc như thế này. Ở đây là phía sau nè ha, phần dây nè. Rất là dễ thương luôn nha mấy em. Chỉ có 60.000 đồng, từ 35 cho tới 45kg là mặc rất là đẹp luôn ha. Nhìn nó dễ thương không, đơn giản trắng và đen. Wow, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Đây là một cái đầm giống như là thủy thủ vậy nha. Có hình của một cô gái nè. Đó, một gái xả tóc dài, đội một cái vương nè ha. I just love you, rất là dễ thương luôn. Có một cái sọc đen. Đây, một sọc đen ngang qua cổ nè ha, cổ giống như là thủy thủ vậy đó. Rất là dễ thương luôn á. Nè, ở phía sau nè. Đó, ở phía sau cũng đẹp nha. Đây nè, ở phía sau cũng đẹp. Ở phía trước thì lại quá xinh luôn, cũng chỉ có 60.000 đồng ha, từ 35 cho tới 45kg, mặc rất là đẹp nha. Còn đây thì là set đồ bộ rất là dễ thương nha. Set đồ bộ này có giá chỉ là 50.000 đồng thôi, có hình của cherry, mặc rất là mát và dễ chịu luôn nha. Hàng nút nè, điểm thêm là cái viền đỏ này nha, có cái túi luôn. Đó, bên đây là quần ha, là có viền cherry ở dưới luôn nha. 50.000 đồng một bộ, nhìn rất là sang trọng, kiểu dáng pyjama dễ mặc nha. Mà là pyjama ngắn trẻ trung. Bạn mua là một bộ đỏ và một bộ có viền nâu nữa nè. Đó, mỗi bộ là 50.000 đồng, bạn mua 2 bộ nha. Tiếp theo xin chào Nguyễn Ngọc Vĩnh Nghi, đơn hàng 180.000. Siêu chua, siêu chua, super soda. Và đây là kẹo siêu chua vị soda, 90.000 đồng, sản phẩm của Nhật nha. Chúng ta sẽ ăn và troll nhau xem ai sẽ là người không có nhăn mặt. Đó, rất là dễ thương luôn, ăn vừa vui nha. 90.000 đồng. Đây nha, 90.000 đồng. Và bạn còn mua là một cái chân váy đen nha. Chân váy đen 2 tầng nè, 1 tầng nè. Một tầng ở phía trên như thế này và một tầng ở phía dưới là xếp ly. Ở bên trong là vẫn có cái quần luôn nha. Đó, siêu đẹp luôn, 60.000 đồng. Đây, chất liệu vải nè mấy em, như thế này nha. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của bạn Phương Hoàng Lam, 293.000. Wow, và bạn mua đó là một cái áo chuột năm 2020, chuột và ngắm hoa đào trên một cái bầu trời galaxy, rất là dễ thương luôn. Áo màu hồng chỉ có 50.000 đồng thôi nha. Tiếp đến
À, xin lỗi mấy em, tiếp đến là một cái áo thun gấu Mochino. Đó, mặc cái áo khoác và có kim gút nè, rất là dễ thương luôn nha. Áo này là 50.000 đồng các bạn, từ 30 cho tới là 45kg, mặc rất dễ thương. Còn đây thì là một cái áo nha, một cái áo váy thủy thủ 60.000 đồng. Đó, vì một cái sọc ở phía dưới này có hình của một cô gái quay tóc lại và cài bông hoa lên, rất là dễ thương luôn. Có chữ là I just love you. Rồi ha, cái cổ áo viền nè, thủy thủ rất là đẹp luôn. Ở phía sau nè, thấy không? Rất là xinh luôn nha. Như thế này. Đây, 60.000 đồng thôi. Từ 35 tới 45kg, mặc rất là đẹp. Hello, xin chào. Còn đây là chiếc áo thủy thủ có màu galaxy cực kỳ nổi bật và đẹp luôn nha. Đây ha, áo tay dài nè, bo ở phía dưới luôn. Rất là xinh luôn. 100.000 đồng. Có túi nữa nè. Có nón và dây ha. Rất là xinh luôn nha. Màu galaxy nổi bật. 100.000 đồng từ 35 cho tới khoảng 50kg là mặc đẹp nha. Xin chào, và bây giờ là đơn hàng của chị Thu, 175.000. Đầu tiên thì bạn mua nha, đầu tiên bạn mua đó là một cái nón BTS nha, nón BTS 40.000 đồng, có theo chữ ký của 7 anh chàng. Tiếp theo thì là áo Blackpink, bạn đặt là áo Blackpink màu trắng, nhưng mà shop hết màu trắng rồi, thì shop lấy cho em màu xanh dương nha. Đây, màu xanh hy vọng, rất là đẹp luôn. Bốn cô nàng cực kỳ cá tính và dễ thương ha. Đó, phơm mặc đồ năng động chưa? Rất là xinh luôn, như thế này nha. Chỉ có 50.000 đồng một áo thôi. Từ 35 cho tới khoảng là 50kg mặc vừa nha. Wow, và đây là một cái áo Be One Love, rất là dễ thương với cái phần phối ở tay nè ha, và nón nữa. Nhìn cực kỳ cá tính và dễ thương luôn. Áo chỉ có 55.000 đồng, từ 35 cho tới 45kg là mặc rất đẹp nha. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thị Huyền Trân, 180.000 đồng. Yeah, và đầu tiên thì bạn mua đó là một cái băng đô cài tóc hình trái dâu nè. Đó, có cái phần nhung len rất là mềm mại luôn như thế này nha. 32.000. Tiếp đến thì là một cái vòng cổ có hình của BTS này nha, 15.000. Quixi Mini 12.000. Một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món làm được 5 loại slam khác nhau. Wow, wow, wow. Và một cái đầm yếm rất là dễ thương luôn nha. Đầm yếm mẫu mới trắng đen đơn giản, 60.000 đồng, từ 35 cho tới 45kg, mặc rất là đẹp luôn. Đặc biệt là nó sẽ có cái phần túi ở hai bên nè. Đó, nó đi theo chéo như thế này luôn ha. Nhìn rất là đáng yêu luôn, như thế này nha. Chỉ có là 60.000 đồng thôi. Đây, rất là đẹp luôn á. Nhìn cái form của nó là thấy đầy năng động và trẻ trung luôn ha. Xin chào Cao Yến Hân, đơn hàng 88.000. Và đây là một cái áo hoodie Be One Love, rất là dễ thương nha. Màu đỏ phối với lại cái tay trắng nè, nhìn rất là ấn tượng luôn, cộng thêm cái nón nữa nha. Chỉ có 55.000, từ 35 cho tới 45kg, mặc rất là đẹp. Tiếp theo là đơn hàng của Minh Thư, 320.000 đồng. Đây, đầu tiên thì Minh Thư có đặt là một cái túi Chanel. Đó, nó có chấm chấm nè, rất là dễ thương luôn nha. Và có cái khóa ở đây như thế này. Đó, ở đây là phần dây ha, phần dây nè. Mình sẽ lấy nó ra. Đó, thành cái túi đeo chéo, cực kỳ dễ thương luôn. 140.000 đồng ha, chất liệu da nè, rất là mịn màng luôn. Đây, túi đeo nè ha, cực kỳ sang trọng và đẹp luôn nha. 145.000 đồng. Đây ha, túi này mà đi Tết thì là cực kỳ đẹp luôn á. Ngoài ra thì Minh Thư còn có đặt là một cái túi đeo chéo hình con gấu, 145.000 nữa. Nhưng mà hôm đó là nó bị hết hàng mà nhân viên của shop không biết, cho nên là nhận của Thư. Và shop có gọi lại để hỏi Thư là bây giờ nếu như hết cái túi đó thì gạch bỏ ra, hoặc là Thư có thể đổi là cái túi trái tim đôi. Đó, túi trái tim đôi là cũng rất là hot, phong cách Hàn Quốc, cũng giá là 145.000, không biết là Thư có đồng ý không? Đây nè ha, đây là túi trái tim đôi nè, không biết là Thư có thích hay không? 145.000 đồng ha, bằng giá luôn, chất liệu da rất là đẹp. 145.000 đồng nha, nếu thích thì em có thể gọi lại sớm cho shop để shop sẽ đổi cho em nha. Còn nếu như em không gọi điện lại thì chắc là chị chưa gửi hàng đi được đâu, bởi vì còn thiếu một cái sản phẩm nha. Đây, cái túi này nó rất là sắc sảo và đẹp luôn. Đó, và như vậy thì đơn hàng của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Ngày 9 tháng 1 năm 2020. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau. Các bạn muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, có thể nhắn tin trên Zalo và Facebook Bé Út Chibi, 0937899707 luôn nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau.
hãy nhớ gọi cho shop nha. Hay là bây giờ shop sẽ quay sơ lại những cái túi để cho em dòm, cho bạn dòm cho rõ ha. Túi trái tim đôi này thì mình có màu xanh, hoặc là màu đen, hoặc là màu màu này nha. Hoặc là cái mẫu túi công chúa này cũng là 145.000 đồng, có dây đeo chéo ở bên trong. Và đây là cái dây đeo chéo nè nha. Đó, dây đeo chéo nè ha, rất là dễ thương luôn. Và túi công chúa thì chúng ta còn có cái loại là búp bê và chữ lớp, hoặc là màu xanh hoa đào nè, màu trắng hoa đào nha. Đó, vui lòng gọi lại sớm cho chị ha. Còn bây giờ thì bye bye.